felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spend all my life holding all of the ghostly. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Yeah.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Bóng vẫn còn. Điểm thuộc về các cầu thủ Thông Tin. Trong pha tranh chấp trên lưới vừa rồi, chúng ta có thể thấy là Linh Chi kinh nghiệm hơn rất nhiều so với Lý Thị Luyến. Dù Lý Thị Luyến có ưu thế về chiều cao, tuy nhiên Linh Chi là người đã vít bóng và dằn bóng mạnh hơn. Đó là pha đệm bóng phòng thủ của Âu Hồng Nhung. Chúng ta cùng xem lại một pha đệm bóng phòng thủ và Linh Chi nhảy lên tạo động tác giả, gây bất ngờ cho các cầu thủ bên kia lưới của câu lạc bộ Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Tiếp tục là cầu phát bóng của Bích Thủy. Đó là kinh nghiệm của Linh Chi. Có thể nói là chuyền một trong tình huống vừa rồi của các cầu thủ Thông Tin lên không thật sự tốt để thực hiện một pha chuyền bóng. Linh Chi đã thực hiện một pha dằn bóng tốt hơn so với các cầu thủ bên kia lưới. Đây là xét đấu sống còn của các cầu thủ Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Rất hay. Chúng ta có thể thấy là Linh Chi thực hiện một pha dựng bóng một tay để Kiều Trinh lao vào giữa lưới và ghi điểm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Một tay, một pha chuyền bóng một tay của Linh Chi. Bước một tốt rồi. Không được, vẫn không thể vượt qua hàng trắng của Thông Tin. 18-20. Đó là pha đánh bóng của Hồng Phương, không vượt qua Linh Chi và Bùi Thị Nga. Một pha bám trắng rất sát của hai cầu thủ câu lạc bộ Thông Tin. Từ khi Linh Chi trở lại sân thì có thể thấy là Thông Tin chơi biến hóa hơn rất nhiều. Đã mắc sai lầm. Không được rồi. Không gian không đủ để giao thành liền thực hiện một cú ra chân để cứu bóng. Chúng ta có thể thấy là Linh Chi khi Bùi Thị Nga ở hàng trên, Linh Chi liên tục truyền bóng cho Bùi Thị Nga để ghi điểm ở vị trí số 2.
sự ăn ý của hai cầu thủ này. Chiếc cúp vô địch quốc gia thứ 11 của đội bóng quân đội, liệu họ có sớm giành được điểm số ở tình huống phát bóng này của Linh Chi hay không? Linh Chi đã trở lại sân, vẫn còn. Nguyễn Thị Xuân đã đưa thông tin rất to. Bóng trong sân, đó là điểm số vô địch dành cho câu lạc bộ Thông Tin Liên Việt Quốc Bay. Người vừa ghi điểm đó là Phạm Thị Huệ. Và như vậy trải qua 4 trận đấu thì câu lạc bộ Thông Tin Liên Việt Quốc Bay họ đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Một trận đấu tưởng chừng là dễ dàng nhưng hóa ra cũng có đôi chút khó khăn cho các cầu thủ Thông Tin, đặc biệt là ở set đấu thứ 3. Khi mà câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang họ trỗi dậy và giành chiến thắng ở set 3 với tỷ số là 29-27. Xin chúc mừng huấn luyện viên Bùi Huy Sơn, trợ lý huấn luyện viên Phạm Thị Yến, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh và các cầu thủ Thông Tin Liên Việt Quốc Bay khi một lần nữa họ chứng tỏ về sức mạnh và sự vô đối của mình tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia, chiếc cúp vô địch quốc gia thứ 11 của các cầu thủ Thông Tin Liên Việt Quốc Bay.